thưa quý vị và các bạn thân mến cơ quan an ninh việt nam đã dùng biện pháp kỹ thuật và thông báo với singapore hộ chiếu vũ nhôm đang dùng là hộ chiếu giả mặc dù vũ đã dùng hộ chiếu này để đi vào singapore khá nhiều lần hiện nay an ninh việt nam đang dùng những thủ đoạn trái pháp luật như làm hồ sơ giả của tội danh khác để đòi singapore dẫn độ vũ về việt nam phía nhà nước sinh muốn Vũ được xem xét theo đúng luật pháp Singapore theo công ước quốc tế mà Singapore đã ký kết. Phát ngôn của luật sư Phan Văn Anh Vũ người Singapore cho biết, chiều theo hiến pháp của Singapore, việc tạm giữ Phan Văn Anh Vũ quá 72 tiếng, như vậy cần phải có một phiên tòa xem xét kết tội Vũ mới được trả về Việt Nam thông tin chính thức phan văn anh vũ đã đệ đơn xin tị nạn tại một quốc gia phương tây đơn xin tị nạn đã được gửi và có luật sư nước sở tại đảm bảo đảm nhận vụ việc việc đưa phan văn anh vũ trở về việt nam là vi phạm công ước quốc tế và sẽ ảnh hưởng đến uy tín của singapore khi thực hiện yêu cầu của an ninh việt nam chỉ ít ngày sau khi thượng tá công an phan văn anh vũ chùm bất động sản Vũ Nhôm biến mất ngay trước mũi các tuyến trinh sát của Công an Đà Nẵng, Bộ Công an. Vụ Vũ Nhôm đang có những dấu hiệu trở thành một vụ trịnh Xuân Thanh thứ hai. Một vài trang báo điện tử nước ngoài và một số trang Facebook ở Việt Nam lẫn ở nước ngoài bắt đầu đưa tin về vụ Vũ Nhôm đã tẩu thoát chót lọt đã có thể ung dung ở một chân trời nào đó ngoài biên giới cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam không chỉ có thế là một tình báo viên công an vũ nhôm đang nắm trong tay một bản danh sách mạng lưới tình báo viên của công an việt nam ở nước ngoài và nhiều công ty bình phong của ngành công an nếu danh sách gián điệp này các công ty bình phong bị vũ nhôm tiết lộ sẽ xảy đến vô khối trao đảo trong nội bộ ngành công an bầu không khí mô tả trên về lợi thế so sánh của vũ nhôm là tương đồng hoặc chính xác hơn là rất tương đồng với cách thức giàn trận của nhóm truyền thông lợi ích chỉ ít ngày sau Trịnh Xuân Thanh biến khỏi Việt Nam vào nửa cuối năm 2016. Cũng là khoảng thời gian mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể đã hoảng hốt trước vụ Trịnh Xuân Thanh và cả Tổng Biên tập báo Petro Times, Đại tá An ninh Nguyễn Như Phong, Phản Thùng phải mở cả một hội nghị trung ương 4 để dân đe về hành vi tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ai và thế lực nào đã báo tin và giúp cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn? Đó vẫn là nỗi đau không thể nói thành lời của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Một điểm tương đồng không biết chỉ là ngẫu nhiên hay mang tính chủ yếu giữa câu chuyện ra đi tìm đường cứu nước của Vũ Nhôm và Trịnh Xuân Thanh là cả hai nhân vật này dường như chỉ thoát khỏi vòng vây theo dõi vào khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng. Trong vụ Trịnh Xuân Thanh vào khoảng quý 3 năm 2016, Bộ Công an lùng sục khám xét nhà Trịnh Xuân Thanh, báo chí nhà nước chạy theo tường thuật sôi động, nhưng đột nhiên tất cả đều im bặt. Trịnh Xuân Thanh đã biến mất không một dấu vết. Hơn một năm sau, đoạn phim được công chiếu lại vào buổi tối 21 tháng 12 năm 2017 khi nhiều tờ báo nhà nước sôi nổi và ồn ào đưa tin. Bộ công an khám nhà Vũ Nhôm thì lại không có tin tức hay hình ảnh nào về việc đại gia Phan Văn Anh Vũ này đã chính thức bị khởi tố bắt giam. Toàn bộ hình ảnh khám nhà mà báo chí nhà nước đăng tải chỉ là bề ngoài ngôi nhà của Vũ Nhôm mà không hề thấy cảnh đại gia này bị công an áp sát hay tra tay vào cổng ở trong nhà. Nếu Vũ Nhôm trở thành Trịnh Xuân Thanh thứ hai, sau khi Vũ Nhôm biến mất, các cơ quan công an đã tìm cách đổ trách nhiệm cho nhau. Trước câu hỏi của báo chí về trách nhiệm quản lý của công an thành phố Đà Nẵng và việc điều tra Vũ Nhôm tiến hành đã lâu, sao vẫn để ông Vũ biến mất? Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng Trần Đình Liên giải thích chủ trì vụ án này là Bộ Công an. Công an Đà Nẵng chỉ là đơn vị phối hợp. Dấu hỏi nổi bật là cơ quan công an đã quan liêu đến mức không biết Vũ Nhôm đã xa chạy cao bay mà vẫn khám nhà như một thói quen hay đã biết trước đó và đã phát sinh một cơn hoạn loạn trước đó trong nội bộ công an từ cấp thành phố Đà Nẵng đến bộ công an để sau đó đành làm động tác khám nhà vũ nhôm như một thủ tục cho có cần nhắc lại cho đến tận bây giờ bất chấp nhiều bức bối cùng chỉ trích của cán bộ và tướng lĩnh lão thành vẫn chẳng có bất cứ tin tức nào được công bố về việc ai và thế lực nào đã bảo kê cho trịnh xuân thanh đào tẩu khỏi việt nam ngay trước mũi tổng bí thư hậu quả của vụ việc mà ai cũng hiểu là có xuất xứ từ xung đột nội bộ này là vụ tàng hình ấy chắc chắn đã được giúp sức bởi một thế lực đủ mạnh và đủ biện pháp nghiệp vụ và thế lực giấu mặt này không chỉ mang ý nghĩa nhỏ bé như một hành động chọc tức và khiêu khích với tổng trọng mà lớn lao hơn thế nhiều có thể trở thành một loại đối trọng chính trị theo đúng nghĩa đen và từ điển chính trị học trở thành tương lai ám ảnh đối với tương lai chính trị có thể còn kéo dài đến ít ra cuối đại hội 12 của tổng bí thư hiện tại. Chưa bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng cùng nhóm quyền lực khuynh đảo trong đảng cầm quyền lại bị vỗ mặt bởi những thách thức vừa kiêu khích vừa sẵn sàng ra đòn hạ độc như hiện thời. Vụ Trịnh Xuân Thanh chắc chắn đã khiến ông trọng khó ăn khó ngủ. Còn nếu Vũ Nhôm trở thành Trịnh Xuân Thanh thứ hai thì tình thế sẽ biến đến thế nào? Sau khi Trịnh Xuân Thanh đào tẩu thành công vào năm 2016, những trang mạng thuộc phe Thanh hoặc ủng hộ nhân vật này đã từng đưa tin về việc Trịnh Xuân Thanh nắm trong tay nhiều tài liệu chết người, những tài liệu mà nếu bị bắt thì Thanh có thể làm sụp đổ cả một vương triều. Tuy thực tế sau đó cho thấy Trịnh Xuân Thanh đã không công bố được tài liệu nào đủ mô tả chiều sâu về những bê bối cung đình của giới quan chức, cũng không có tài liệu nào vẽ ra bức tranh tài sản của giới quan chức như trang chân dung quyền lực đã tung ra như một cơn địa chấn vào cuối năm 2014, đầu năm 2015, nhưng rõ ràng Trịnh Xuân Thanh vẫn là một hồ sơ sống rất có giá trị đối chứng, ít nhất trong vụ cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị khởi tố và tống giam vào tháng 12 năm 2017. Còn giờ đây, tuy chỉ được đánh giá là một con chốt trên bàn cờ tương quan quyền lực và xung đột chính trị ở Việt Nam, nhưng Vũ Nhôm lại rất có thể đóng vai trò đột phá, khẩu cho bất kỳ phe phái nào biết lợi dụng nhân vật mà bị một số dư luận xem là tình báo hai mang này. Có một chi tiết lạ ứng với trường hợp thượng tá công an phan văn anh vũ trong khi báo chí nhà nước ồn ào đưa tin về rất nhiều dự án đất đai và nhà công sản mà phan văn anh vũ đã trục lợi chính sách để có được làm giàu bất chính cơ quan an ninh điều tra bộ công an lại tung ra lệnh truy nã đối với phan văn anh vũ và khởi tố vũ do có hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước một luồng dư luận từ chính dư luận viên của Đảng nhận định rằng khi lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ thể hiện tội danh cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo điều 263 Bộ luật hình sự, cơ hội cư trú chính trị của Vũ Nhôm sẽ mở rộng và như vậy việc bắt di lý Vũ Nhôm sẽ khó khăn hơn và trong thực tế, cơ quan an ninh điều tra sẽ phải đối diện với muôn vàn khó khăn nếu Vũ Nhôm đã xuất ngoại. Một luồng dư luận khác ở hải ngoại lại cụ thể hóa luồng dư luận trên do Vũ có trong tay danh sách màng lưới tình báo viên cùng danh sách các công ty bình phong và công ty sân sau của ngành công an đang hoạt động ở trong và ngoài nước. Điều mà rất nhiều quốc gia sẽ chấp nhận cho Vũ được hưởng quy chế tị nạn chính trị nhằm khai thác lợi thế này. Thực tế có thể hình dung ngay là trong tay Vũ Nhôm rất có thể đã nắm được những tài liệu mà khiến nhiều quan chức đang mất ăn mất ngủ. Có thể là những tài liệu mang tính bằng chứng về mối quan hệ ngầm trong giới quan chức lãnh đạo, những phi vụ, xăm xô ai, cách gọi loại vali chứa đầy đô la mà các quan chức lại quả cho nhau hoặc những hình ảnh sống động về giới quan chức đã thác loạn với gái trên giường. Nhưng Thượng tá Công an Phan Văn Anh Vũ còn có thể có sở hữu nhiều tài liệu nội bộ thuộc độ mật thậm chí tuyệt mật về những vấn đề nghiệp vụ của ngành công an và của cả những ngành khác. Một chi tiết bên lề nhưng không thể bỏ qua là không hiểu sao chỉ ít ngày sau khi Vũ Nhôm bị đặt vào lệnh truy nã, trên mạng xã hội bất thần hiện ra một tài liệu mang tên Báo cáo tin tình báo trong đó đặc biệt đề cập về Vũ Nhôm và phe cánh chính trị không chỉ ở Hà Nẵng mà còn lên đến Trung ương. Không biết tài liệu này có tính chính xác như thế nào nhưng địa chỉ phát hành nó là Tổng cục 2 Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng khác nhiều với phong cách nhanh chóng đập tan các luật điệu xuyên tạc và thù địch mà hệ thống tuyên truyền của đảng cầm quyền thường tiến hành trong thời gian gần đây đối với một số thông tin trên mạng xã hội. Cho tới nay, người ta vẫn chưa thấy Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo hay có công bố nào để phản bác báo cáo tin tình báo trên. Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Phan Văn Anh Vũ xuất cảnh sang Singapore. Đây là chuyến xuất cảnh trong nhiều chuyến xuất cảnh của Phan Văn Anh Vũ đến Singapore. Nhận được tin Vũ xuất cảnh, cơ quan an ninh điều tra A92 bất ngờ trong cùng ngày ấp đến khám xét nhà Phan Văn Anh Vũ vào lúc chiều tối. Đến sáng hôm sau ngày 22 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ vì tội tiết lộ bí mật quốc gia. Ngày 28 tháng 12, Phan Văn Anh Vũ xuất cảnh khỏi Singapore sang Mã Lai tại cửa khẩu bên sinh Hải quan Singapore đã giữ vũ lại vì lý do hộ chiếu có vấn đề. Cơ quan an ninh Việt Nam đã dùng biện pháp kỹ thuật và thông báo cho Singapore hộ chiếu Vũ đang dùng là hộ chiếu giả, mặc dù Vũ đã có dùng hộ chiếu này ra vào Singapore nhiều lần hiện nay an ninh việt nam đang dùng những thủ đoạn trái pháp luật như làm hồ sơ giả của tội danh khác để đòi singapore dẫn độ vũ về việt nam phía nhà nước singapore muốn vũ được xem xét theo đúng luật pháp singapore và theo công ước quốc tế mà singapore đã ký phát ngôn của luật sư phan văn anh vũ người singapore cho biết Chiều theo hiến pháp của Singapore, việc tạm giữ Phan Văn Anh Vũ quá 72 tiếng như vậy cần phải có một phiên tòa xem xét sinh sẽ kết tội Vũ thì mới được trả về Việt Nam. Thông tin chính thức Phan Văn Anh Vũ đã đệ đơn xin tị nạn tại một quốc gia phương Tây. Đơn xin tị nạn đã được gửi và có luật sư nước sở tại đảm nhận vụ việc và gửi hồ sơ đến các đại sứ nước đó tại sinh việc đưa Phan Văn Vũ trở lại Việt Nam là vi phạm công ước quốc tế và sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Singapore khi thực hiện yêu cầu của phía an ninh Việt Nam. Tất cả những cơ quan báo chí quốc tế cần tiếp xúc làm rõ hơn thông tin này xin liên hệ với Thanh Hiếu Bùi, blogger người buôn gió.